Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt EMUI mới của Huawei. Và mình nghĩ là các bạn đang rất là quan tâm về cái hệ điều hành mới này, cho nên là ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo chân mình tham quan không gian sự kiện cũng như là tìm hiểu về những điểm mới trên hệ điều hành này nhé. Đi thôi. Sáng nay ngày 22 tháng 8, tại trung tâm hội nghị Game Center, Huawei đã chính thức tổ chức buổi chia sẻ thông tin về hệ điều hành EMUI 10 tại thị trường Việt Nam. Là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của Huawei, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ngoài Trung Quốc được chọn để trải nghiệm hệ điều hành EMUI 10 mới toanh này. EMUI 10 ứng dụng công nghệ phân tán để cung cấp trải nghiệm cho tất cả các tình huống, cho phép các ứng dụng có kịch bản riêng biệt như là gọi thoại nè và gọi video có thể hoạt động trong mọi kịch bản, làm việc trên đa thiết bị bao gồm cả thiết bị thông minh trên xe, giữa thiết bị và các ứng dụng v.v. Điều này thì có thể giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả cũng như là cung cấp cho người dùng trải nghiệm thông minh mọi lúc mọi nơi. Với EMUI 10 thì Huawei cũng xây dựng một hệ thống bảo mật chuyên sâu, tăng độ tin cậy cho người dùng. Chỉ có những thiết bị được người dùng xác thực thì mới có thể kết nối với những cái thiết bị khác. Ngoài ra thì giao tiếp giữa các thiết bị được mã hóa đầu cuối để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc truyền tải dữ liệu, mang đến cho người dùng những trải nghiệm nhất quán nè. Phát triển chỉ một lần, có thể triển khai cho nhiều thiết bị. EMUI cung cấp khung lập trình UI phân tán và ảo hóa khả năng phần cứng. Do đó thì các nhà phát triển có thể tạo nhiều ứng dụng cho nhiều thiết bị mà không cần phải chỉnh sửa thích ứng cho cùng một chương trình. Tại sự kiện thì Huawei cũng tuyên bố là sẽ tiếp tục mở rộng tiềm năng của các công cụ và nền tảng. Đồng thời thì Huawei cũng cho biết rằng hãng dự định hợp tác với các nhà phát triển và đối tác trong ngành để đạt được kết quả có lợi và cùng nhau tạo ra những trải nghiệm sáng tạo trong mọi kịch bản. Được biết là Huawei P30 Series sẽ là dòng sản phẩm đầu tiên được nâng cấp lên EMUI 10 Beta kể từ ngày 8 tháng 9 và EMUI 10 sẽ được cài sẵn trên các sản phẩm thuộc dòng Mate thế hệ tiếp theo. Ngoài ra thì Huawei còn giới thiệu về lộ trình thiết kế cũng như là hoàn thiện hệ điều hành Harmony OS với nhiều điều thú vị. Và để hiểu rõ hơn về những hệ điều hành mới này, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ từ đại diện Huawei. Dạ chào anh, ngày hôm nay thì Huawei đã ra mắt một cái hệ điều hành mới, đó là EMUI. Thì anh có thể cho em hỏi là cái hệ điều hành mới của mình thì có những cái điểm nổi bật gì so với những hệ điều hành đang có mặt trên thị trường rồi? Hiện nay thì khi tụi anh ra EMUI, hiện nay thì tụi anh phải focus vào vấn đề về trải nghiệm người dùng và đặc biệt là quan tâm đến cái hành vi người dùng trong trải nghiệm thiết kế. Cụ thể là mặc dù nó là trên Android 10 nhưng nó đã có những cải tiến rất là nhiều. Cụ thể là những cái đơn giản đầu tiên người dùng thấy thì trên màn hình này, mình khóa và mở lên đây thì trong cái tương lai mà hình khóa này nó sẽ tự động nó hiểu được theo cái thời gian sử dụng của ngày. Bất kể là buổi sáng nó thể hiện ánh nắng nhẹ nhẹ lên, buổi trưa thì bắt đầu nắng ấm lên, cái đồng hồ sẽ lên cái màu vàng nắng ấm vậy, và buổi tối thì cái màn hình nó sẽ tự động chuyển ngã tím vân vân, để cho nó tương thích người dùng. Và khi mà chúng ta vào bên trong, toàn bộ hệ thống ở đây nó sẽ chơi một cái, mình sẽ sử dụng một cái giao diện trải nghiệm mới, mà trải nghiệm đó tụi anh sử dụng gọi là cái hệ màu của Morandi, một cái nhà về họa sĩ và nhà in ấn người Ý rất là nổi tiếng. Thì ở trên đây trong toàn bộ giao diện, đầu tiên chúng ta mở giao diện nhân bản dùng đi, cũng sẽ thấy rõ là trên đây tất cả các màu khác nhau này nó hiện lên đây, và 6 tông màu của ông đều hiện ở đây để cho chăm đem đến người dùng đầu cuối trải nghiệm thực sự là xuyên suốt, mượt mà và để hiện đại. Bên cạnh đó thì với tổng thể của trải nghiệm tụi anh thêm rất là nhiều cái ở đây, cụ thể Huawei thực sự là áp dụng rất nhiều cái thiết kế mới, cụ thể ví dụ như thao tác vuốt này, ngay cả những cái ví dụ đang mở đi thao tác vuốt, những cái thao tác này Huawei đều nghiên cứu hình riêng người dùng để mang đến trải nghiệm người dùng thực sự thoải mái trong cái phạm vi ngưỡng cho phép. Ví dụ như nghiên cứu cho thấy rằng thì ở khoảng giữa lý tưởng nhất là khoảng 300-400 để thể hiện được cái hiệu ứng này rất là mượt mà. Chúng ta bước chọn thao tác trả về màn hình, ở đây chúng ta bước nhanh lên những thao tác khác nhau thì những cái này là những cái thứ rất nhiều mà thông qua trải nghiệm người dùng sẽ thấy được rất nhiều sự khác biệt so với EMUI 9.1 hoặc thậm chí là so với nền tảng Android 10. Vậy thì cái hệ điều hành mới của mình thì sẽ được tích hợp lên những cái thiết bị như thế nào anh? Hiện nay kế hoạch của bên Huawei chúng ta sẽ có trên những sản phẩm dòng P30, P30 Pro, cụ thể là những sản phẩm dùng sử dụng chip Kirin 980 và những sản phẩm dòng Mate, toàn bộ dòng Mate, Mate 20, 20 Pro, 20 Mate Series, 20 Poster Design, Mate 20X và cả những dòng sản phẩm Mate cao cấp của Huawei đang có trên thị trường, cỡ cả Poster Design và những dòng sản phẩm Honor của Huawei ở thị trường khác, ví dụ như Honor 20, Honor V20 cũng đều được rồi. Tức là hiện tại thì mình sẽ tích hợp trước cho những sản phẩm cao cấp. Vậy thì trong tương lai mình sẽ có tích hợp vô những cái sản phẩm phần cao cấp và trung cấp. Chính xác. Thì theo cách làm của Huawei trước giờ là Huawei luôn luôn là tạo ra một cái nền tảng hỗ trợ cho người dùng từ trên xuống dưới, từ trải nghiệm cao cấp xuống trải nghiệm trung cấp và tất cả ở thấp ở dưới entry dưới. Thì Huawei sẽ mang cái trải nghiệm này đến với nhiều người dùng hơn nữa. Và cụ thể là sau khi người dùng Mate và dùng V thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản cấp tới cho người dùng đầu cuối. Có một cái điều mà người dùng đang rất là quan tâm khi mà mình trải nghiệm một cái hệ điều hành mới, đó là cái tính bảo mật.
thì anh có thể chia sẻ hơn về cái điều này để cho người dùng, những bạn đang xem video này có thể yên tâm hơn được không ạ? Nói về cái bảo mật của người dùng thì sẽ có hai concern lớn như sau. Thứ nhất là nói về kiến trúc. Thì kiến trúc hệ điều hành hiện nay thì đối với cái hệ điều hành với Android trên thị trường, chúng ta thấy rằng dựa trên kiến trúc Linux. Và kiến trúc đó dựa trên kiến trúc nhân thông thường hay còn gọi là monolithic. Monolithic là kiến trúc nhân đa nhân. Trong khi hệ điều hành HarmonyOS thì lại trên kiến trúc là vi nhân. Nghĩa là càng gói gọn thì càng dễ bảo mật hơn. Giống như nãy anh ví dụ rất là thú vị, nghĩa là một phòng trong đó chỉ 3 người, chúng ta chia thành 3 phòng nhỏ. Giống như một căn hộ 3 phòng, mỗi phòng thì chìa khóa khác nhau. Thì tính bảo mật sẽ cao hơn là một phòng 10 người cùng ở với nhau và 10 người thì có chìa khóa khác nhau. Cho em hỏi một câu, đó là HarmonyOS thì giống như mình đã chia sẻ là năm 2021 thì sẽ được hoàn thiện. Vậy thì trong từ năm 2019 đến năm 2021 thì người dùng có được trải nghiệm những cái bản demo hay không? Và nó sẽ có những cái điểm gì nổi trội sẽ mang đến sự thành công cho HarmonyOS? Chúng tôi vẫn tiếp tục dùng EMUI 10 cho smartphone tương tự như là sử dụng Android trên smartphone và tablet nhiều nhất có thể. Hầu hết các sản phẩm công nghệ trên hệ điều hành HarmonyOS đều được phát triển cho các thiết bị thông minh trong nhà, cho nên là chúng tôi có thể áp dụng công nghệ tương tự EMUI dựa trên Android. Vì vậy, nếu bạn sử dụng điện thoại trên EMUI 10, bạn cũng có thể trải nghiệm một vài tính năng tương tự của hệ điều hành HarmonyOS. Chẳng hạn như công nghệ phân tán, công nghệ xác định độ trễ và nhiều tính năng khác. Có nhiều tính năng có thể cùng được chia sẻ trên EMUI và HarmonyOS. HarmonyOS là một hệ điều hành phân tán dựa trên vi hạt nhân mới, được thiết kế cho tất cả các thiết bị và mọi tình huống. Chúng tôi nhận thấy cần một hệ sinh thái chung với hệ điều hành đồng nhất cho tất cả các thiết bị và ứng dụng đó. Quan trọng hơn là những ứng dụng đó không hoạt động độc lập để đem đến những trải nghiệm cơ bản cho người dùng. Trong trường hợp đó, chúng tôi cần thay đổi một vài công nghệ kỹ thuật cho hệ điều hành. Cho nên chúng tôi đã phát triển kỹ thuật này trên HarmonyOS để các thiết bị có thể hoạt động chung với nhau. Ví dụ như thiết bị này có thể chia sẻ màn hình với thiết bị khác. Vì vậy, các thiết bị có thể chia sẻ hoạt động làm việc trong một thế giới ảo. Đồng thời, trong tương lai, chúng tôi sẽ có một hệ thống dữ liệu đăng ký trên smartphone hoặc các thiết bị khác thông qua camera, nhận diện gương mặt, dấu vân tay, v.v. Cho nên chúng tôi vẫn đảm bảo sự bảo mật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ kết nối mọi thứ với nhau. Chính vì thế, đối với HarmonyOS, bảo mật sẽ cao hơn. Vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu về hai hệ điều hành mới, đó là EMUI 10 cũng như là một số thông tin về HarmonyOS. Các bạn nghĩ như thế nào thì hãy để lại ý kiến mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì ông Nhi xin chào và hẹn gặp lại.